chọn màu sơn nội thất như thế nào để có một căn nhà sang trọng, nên phối với những màu gì và nên những cái vật dụng gì. Thì đây là một cái đề tài mà rất là nhiều chủ đầu tư cũng tốn khá nhiều thời gian. Trong video ngày hôm nay, Đăng Nancy sẽ hướng dẫn các anh chị chọn tông màu trắng cho các căn nhà của mình và cách phối màu tông trắng với các tông màu khác cho nó phù hợp, cũng như là nên chọn mua những cái vật dụng như thế nào để cho căn nhà nó hài hòa và đầy tính sang trọng. Khi xem hết video, bạn sẽ biết được có bao nhiêu tông màu trắng, như là trắng sữa, trắng kem, trắng ánh vàng, trắng ánh xanh ngọc, trắng ánh hồng, rất là nhiều loại trắng, trắng sứ, trắng xám. Thì đó là những cái tông màu mà nhà sản xuất họ sẽ cho ra cái công thức những cái tông màu đó. Sau đây là những cái lợi mà khi bạn chọn tông màu trắng sơn cho nhà của mình. Thì cái lợi đầu tiên là lợi về kinh tế, về tiền. Khi mà bạn sử dụng sơn màu trắng thì bạn vừa lăn trên trần, vừa lăn trên tường, thì bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn so với bạn chọn nhiều màu. Tôi lấy ví dụ, bạn có một căn nhà, có một căn phòng tầm là 200m2. Nếu bạn sử dụng sơn đến 2 đến 3 màu thì bạn sử dụng sơn thì ít nhất là bạn sử dụng là 2 đến 3 loại sơn. Thì tôi lấy ví dụ trên trường hợp là tương đương với nhau thì bạn sẽ sử dụng là 3 thùng và chưa chắc nó đã đủ. Nhưng nếu bạn sử dụng sơn màu trắng thì có thể là bạn sử dụng 2 thùng và tổng với 1-2 lon 5 lít, thế là nó đã đủ rồi. Thì đó là đầu tiên về lợi về màu sơn. Thứ hai nữa là dễ thi công cho các đội thầu thợ. Bạn cũng sẽ không nhìn thấy những cái đường cong quẹo khi mà họ cắt chỉ tách màu ha. Tại vì một màu này bạn sẽ chỉ nhìn là cạnh ra cạnh, góc ra góc thôi, nó đồng bộ với nhau và nó cũng không có cái quằn quện, dễ thi công. Thứ ba đó là dễ bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì. Trường hợp như bạn đang làm và bạn có cắt đục gì đó rồi sau rồi thì bạn chỉ dặm vá, thì đối với màu trắng thì nó cũng dễ dặm hơn so với các tông màu khác. Thứ nhất là máy nó cũng không phải pha, nó có một tông màu duy nhất thôi. Thứ hai nữa là bạn cũng không cần phải chọn, và ra bạn chỉ mua đúng cái loại chủng loại lúc trước là bạn có thể dặm vá được rồi. Rồi một cái điểm lợi cực kỳ lớn khác là khi mà màu trắng thì bạn rất là dễ phối màu. Tôi lấy ví dụ, khi mà nhà của bạn màu trắng thì bạn cũng có thể đặt cái tivi màu đen cũng được, và đặt cái sofa màu đỏ cũng được, hoặc là cái bộ bàn ghế màu gỗ hay là các tông màu khác đều không bị chỗ màu. Về phong vị thì màu trắng nó không kỵ bất kỳ mạng nào, mạng mộc, kim mộc thủy hỏa thổ ở trong ngũ hành nó cũng không hề kỵ đối với màu trắng. Thì đó là những cái điểm lợi mà khi mà bạn sử dụng sơn màu trắng. Khuyết điểm của màu trắng là gì? Tức đầu tiên là bạn sẽ dễ phát hiện ra những các cái vết dơ bẩn ha. Ví dụ ở một bức tường, nếu mà bạn sơn màu khác và bạn dính tay lên hay là có những cái tác động mà dơ vết bẩn thì sẽ khó phát hiện hơn là so với màu trắng. Màu trắng là thấy ngay, không có giấu được. Đó là cái bất lợi mà khi sử dụng sơn màu trắng. Trường hợp là bạn muốn nhấn nhá ở trên trần hay là các cái vết nhăn khác thì rất là đơn giản các bạn, thì bạn có thể nhắn tùy thích ha. Nếu mà bạn chọn theo phong thủy thì bạn theo nên phong thủy của mình, theo các cái tông màu phong thủy của mình. Còn nếu bạn không có quan tâm tới cái phong thủy thì bạn có thể nhắn theo những màu tùy thích của mình. Ở những cái gối thạch cao hay là những cái hộc, những cái ô tranh, thì đó là những cái điểm nhấn mà bạn có thể nhấn. Kể cả là bạn giác vàng hay là phủ bạc thì cũng rất là đẹp đối với màu trắng. Thì đó là những cái màu nhấn, những cái màu nhấn mà khách hàng sử dụng nhiều. Đó là những cái màu trắng khi mà nhấn với màu trắng, đó là màu sô-cô-la hay màu cacao, màu cà phê hay là màu xám đậm, mang những cái tông màu xám. Thì đó là những màu xanh, xanh dương. Thì đó là những cái tông màu mà có thể nhắn với màu trắng, nhìn nó rất là đẹp. Ngoài ra màu cam thì cũng nhắn lên cái sự nổi bật, màu cam, màu đỏ. Thì rất là đơn giản cho những cái màu mà khi sử dụng màu trắng thì bạn có thể dễ dàng nhắn ở các cái tông màu khác. Màu trắng thì nên sử dụng sơn gì, chủng loại như thế nào? Theo tôi thì màu trắng bạn nên sử dụng sơn dòng từ trung bình khá trở lên, các dòng lau chùi hay là các dòng chấm bấm bẩn.
các dòng sơn sinh học. Thì đó là những cái tông màu mà tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng. Bạn nào mà có điều kiện kinh tế tốt hơn thì có thể sử dụng sơn trắng men. Đây là một cái ưu điểm tuyệt đối khi mà sử dụng sơn trắng men trong nhà, thì bạn rất là dễ dàng lau chùi và nhìn nó sáng bóng. Bạn có thể dùng mờ hoặc bóng, đó là tùy theo thích của bạn. Màu trắng thì có bay màu không? Đây là một câu hỏi rất là thú vị của một vị thính giả đã gửi cho tôi. Màu trắng vẫn bay màu nha các bạn. Màu trắng thực ra là nó rất là dễ bay màu, nhưng mà nó bay màu gì? Nó ngã vàng. Tình dấu hiệu bay màu của nó là nó có dấu hiệu ngã vàng một chút. Nó ngã vàng theo năm tháng này nó sẽ ngã vàng. Thì đó là tình trạng bay màu của màu trắng. Còn các tông họ nhà trắng là như thế nào? Đây là cũng là một cái chủ đề. Tất tông họ nhà trắng thì thông thường các nhà sản xuất họ sẽ kết hợp các cái công thức với nhau. Màu trắng kết hợp với màu xanh lá thì họ ra là những cái màu gọi là trắng ánh xanh, hay là kết hợp với màu xanh dương thì họ cũng có cái màu trắng ánh xanh dương. Thì đó là những, hoặc là kết hợp với màu hồng là trắng ánh hồng. Rất là nhiều thành phần trắng, chỉ có một chút xíu hồng nhỏ vào đó, và bạn nhìn kỹ thì bạn mới phát hiện được nó ngã tông màu gì. Thì đó gọi là trắng họ nhà trắng ha. Trong cái bảng màu của nhà sản xuất họ sẽ đưa ra những cái màu phương án cho bạn. Như bạn, đối với những bạn mà không thích màu trắng tinh hoàn toàn thì có thể chọn họ nhà trắng với những trắng ánh xanh dương, trắng ánh hồng, trắng ánh kem, trắng ánh vàng, trắng, thậm chí là trắng ánh tím, trắng ánh xanh ngọc. Thì đó là những cái màu mà bạn hoàn toàn có thể thay thế cho cái màu trắng, trường hợp mà bạn không thích màu trắng tinh. Tôi đã liệt kê sơ cho bạn về phân tích về màu trắng và chọn màu trắng như thế nào. Nếu bạn thấy đây là một cái video có ích, hãy bấm like và share cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của Đen SNC để tôi có động lực làm nhiều video có ích hơn cho mọi người trong thời gian sắp tới. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại.